ở mỗi năm âm lịch tháng 5 mùa Tết đang ngọ thì người Hoa lại nhắc câu chuyện buồn của Quốc Nguyên. Quốc Nguyên vốn là một trung thần nhưng lại bị quan lại ganh ghét và hãm hại. Khi được tin Sở Hoàng Vương bị vua Tần lừa bắt, chứng kiến cảnh quốc gia bên bờ suy vong, ông thì một lòng yêu nước nhưng lại lực bất tòng tâm, càng nghĩ càng buồn, càng uất ức, cuối cùng đã hạ quyết tâm lấy thần báo quốc. Không mấy thì bây giờ mình thử xuyên không về cái thời đó để cho Quốc Nguyên có một cái kết cục khác coi sao nha. Cơ mà nó lạ lắm. Nè, Huỳnh ơi, tại sao giữa trời nắng chang chang như thế này, Huỳnh lại nằm ở đây thấm nắng một mình đó hả? Không khéo dễ bị say nắng lắm đó. À, đúng rồi, ban nãy tao vô tình nhặt được một chiếc bánh nấu mặn và một chiếc bánh nấu thượng hạng. Không biết Huỳnh đã đánh rơi chiếc bánh nấu nào đó hả? Wow! Đây là cái bánh nấu mặn. Nhà ngươi hãy ăn thử đi. Wow! Khoan! Không có phải ăn gì đâu đó mợ, lấy ra, tháo cái sợi dây này ra mới ăn được đó mợ. Wow. Chiếc bánh này là sự kết hợp của từng hạt nếp rang dẻo, lòng đỏ trứng muối, nấm đông cô, thịt heo được lựa chọn kỹ lưỡng. Nhà ngươi ăn vào có cảm thấy mùi vị rất là độc đáo không đó hả? Ý, nhưng đó chưa phải là tất cả. Đây là chiếc bánh ú được nâng cấp. Bánh ú bào ngư thượng hạng, người hãy dùng thử. Wow. Thế nhà người có biết vì sao nó lại wow không? Bởi vì bên trong nó kết hợp một loại sơn hào hải vị mà nhân gian ta nôm na gọi nó là bào ngư thượng hạng đó mà. Ngon quá. Sao rồi? Ăn no rồi đúng không nào? Mời tiếp. Hết vui. Tết Đoan Ngọ, bánh ú đại phát